Đồ gỗ Thành Luân xin kính chào quý khách. Hôm nay là ngày mùng 2 tháng 4 năm 2019. Thành Luân xin trân trọng giới thiệu vị một tuyệt phẩm bằng gỗ hương đá. Đó là bộ bàn ghế Nghê Bảo Đỉnh, cột 14 gồm có 12 món, hàng siêu VIP của đồ gỗ Thành Luân chúng tôi. Và bộ này thì đương được Thành Luân chúng tôi trưng bày tại showroom của Thành Luân nằm tại làng nghề Mộc, thôn Gia Phú, xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Bộ này là bộ cột 14 gồm có 10 món, hàng siêu VIP luôn. Đấy, đây là và những khách hàng nào đã về với đồ gỗ Thành Luân chúng tôi rồi có thể thấy được cái sản phẩm mà chúng tôi đang trưng bày tại showroom. Nó rất chi đẹp và bộ này chúng tôi là vẫn còn đang để mộc và đang kê thành bộ ở tại showroom của Thành Luân, nằm tại làng nghề Mộc, thôn Gia Phú, xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Và năm ngoái thì chúng tôi cũng đã bán và bàn giao rất nhiều các bộ tương tự như này cho các khách hàng ở mọi miền trên tổ quốc. Và tiếp tục ngày hôm nay thì chúng tôi là quay giới thiệu với khách bộ này còn đang được trưng bày ở cửa hàng và còn đang là phần để mộc. Bộ này thì hôm nay thì chúng tôi là có cái chỗ diện tích thì chúng tôi là kê thành bộ để giới thiệu với quý khách. Và Thành Luân cũng là rất chi là mong muốn và kính mời quý khách hàng có thể bớt chút thời gian về trực tiếp tại hai cơ sở của Thành Luân chúng tôi để chiêm ngưỡng. Đấy, ví dụ như cơ sở 1 chúng tôi đây, clip quý vị đang xem đây, chúng tôi quay tại showroom của Thành Luân nằm tại làng nghề Mộc, thôn Gia Phú, xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Ở đây là hàng siêu khủng luôn, cột 14. Cột 14 nhưng mà chúng tôi làm chân là chân rất lớn, chân to hơn rất nhiều, chân to hơn 14 rất nhiều. Và cái thông số này thì quý khách có muốn biết chi tiết thì hãy liên hệ với Thành Luân chúng tôi theo hai số điện thoại để chúng tôi thông báo cái thông số kích thước cho quý khách thấy được. Đây, quý vị có thể thấy được cái tầng dưới này làm quá đẳng cấp và đỉnh cao luôn. Và chúng tôi cũng xin thông báo về cái không gian diện tích để kê được cái bộ ghế này. Đấy. Thì là chúng ta là chiều ngang tầm độ khoảng 3m8 và chiều sâu cũng tầm khoảng 3m8 là chúng ta có thể kê vừa bộ ghế này rồi. Như vậy là đòi hỏi phòng khách chúng ta tầm độ khoảng 30m2 là kê là đẹp rồi. Nó rất chi là đẹp. Đây quý vị đang thấy đây. Tắt nhạc đi. Quý vị đang thấy đây. Xin tắt đi. Tắt nhạc đi. Tắt nhạc đi. Đây quý vị đang thấy trên hình đây là chiếc bàn. Bàn rất chi là lớn, bàn rất rộng luôn. Và bàn chúng tôi là đục rất kỹ, đục từ chân cho đến mặt. Đấy, đục toàn bộ là đục chạm thủ công bằng tay hết. Đó, các cái sản phẩm của Thành Luân tôi là luôn luôn mang lại cái nét đặc trưng và cái thương hiệu các sản phẩm. Quý khách đã dùng với cái sản phẩm của chúng tôi là quý khách đã đang và sử dụng một cái sản phẩm mang thương hiệu lớn của đồ gỗ Thành Luân. Và cái mặt bàn này chúng tôi là đục tích tứ linh và toàn bộ hoa văn chi tiết đục chạm ở trên bộ bàn ghế này được Thành Luân chúng tôi là đục chạm thủ công bằng tay, 100% đục chạm thủ công bằng tay. Và ngoài bộ ghế này ra thì Thành Luân chúng tôi vẫn còn đang trưng bày rất nhiều các bộ tương tự, cột 12 6 món và cột 12 10 món còn rất nhiều. Và chúng tôi là đục chạm hai mặt đây, quý vị có thể thấy được đục hai mặt luôn. Và hiện còn đang để mộc, đang trưng bày tại showroom của đồ gỗ Thành Luân. Và chúng ta sẽ cùng với Thành Luân đi tham quan một vòng showroom của Thành Luân thôi. Và những chiếc tủ áo này, bàn ghế này, đây cũng là Nghê Bảo Đỉnh này. Nghe Bảo Đỉnh 6 món cột 12 của hương đá. Nếu mà để mà nói cột 12 của Thành Luân chúng tôi, các bộ Nghe Bảo Đỉnh này thì nó thường thường nó phải to bằng thông số kích thước bộ cột 16 ở thị trường. Và chúng tôi khẳng định một lần vậy. Đấy, sản phẩm cột 12 của chúng tôi Nghe Bảo Đỉnh này nó to bằng cột 16 ở thị trường. Và rất nhiều. Đấy, mình nghe đây. Mình nghe cột 12 chúng tôi to bằng các bộ cột 14 ở thị trường. Và rất nhiều khách hàng đã về với Thành Luân chúng tôi và trầm trồ khen ngợi và thốt ra những cái câu trời ơi sao các bộ bàn ghế cột 12 nó to bằng cột 14 của nhà mình và đang dùng. Đó, Thành Luân tôi là luôn luôn có cái phương châm là làm hàng đẳng cấp và đỉnh cao.
nghe gỗ gọ đỏ đã có chủ nhân. Rất nhiều bộ sản phẩm. Solo của cô là rất rộng và lớn. Và quý khách đừng quên đăng ký subscribe kênh của Đồ Gỗ Thành Luân để liên tục nhận được các sản phẩm mà Thành Luân của tôi cập nhật hàng ngày. 0967 110389 hoặc 0972 770888. Bộ nghề bảo đỉnh này chúng tôi vẫn còn rất nhiều. Nghề bảo đỉnh của hương đỏ nào, hương đỏ nào, hương đá và rất rất nhiều. Và thay mặt Đồ Gỗ Thành Luân xin chân thành cảm ơn quý khách đã quan tâm theo dõi ủng hộ chúng tôi trong suốt thời gian qua. Tôi xin được tạm dừng video clip tại đây. Xin chào, hẹn gặp lại quý khách trong những video clip sau. Quý khách đừng quên đăng ký subscribe kênh của Thành Luân tôi để liên tục nhận được các sản phẩm chúng tôi cập nhật hàng ngày.